Ok anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình Vững Máy Tính đây. Thì ngày hôm nay mình có nhận được một cái thùng hàng của một bạn khách ở bên Mãi Tận Bình Định cơ anh em ạ. Đây địa chỉ đây, mình che một phần số điện thoại với lại địa chỉ nhá anh em. Mãi Tận An Nhơn, tỉnh Bình Định này. Đấy. Mà cái cước rất là dã man luôn nha anh em. Cước từ Bình Định về đến Hải Phòng là 349.000 anh em ạ. Nội dung là CPU máy tính mới này, trị giá 20 triệu. Rồi ngay bây giờ thì mình sẽ mở hộp luôn cái thùng hàng này ra cho anh em xem. Nếu mà anh em gửi hàng những cái đơn hàng nó có giá trị đấy thì chắc chắn là cái phí ship nó sẽ cao hơn. Bởi vì trong cái số tiền gửi của anh em thì người ta tính cả cái tiền là bảo hiểm máy nữa anh em ạ. Tiền bảo hiểm máy nó cũng phải mất khoảng tầm, nếu như mình nhớ không lầm thì mất khoảng tầm hình như là 100.000 hay là hơn 100.000 gì đấy. Còn với cái thùng hàng này nếu mà mình gửi lại từ Hải Phòng về Bình Định thì chắc cũng chỉ mất khoảng tầm 180.000 cùng thôi. Bởi vì mình chuyên gửi JBT rồi, mình làm hợp đồng với người ta nên là cái tiền bảo hiểm máy này là người ta không tính nha anh em. Còn nếu như mà anh em đi gửi những cái hàng có giá trị như này đấy thì chắc chắn anh em phải chịu một cái khoản phí gọi là phí bảo hiểm anh em ạ. Nếu như mà anh em đóng hàng như này thì nó cũng an toàn rồi. Nhưng mà để chắc chắn hơn ấy thì anh em lên độn cái xốp này này, độn cho nó đầy cái thùng này. Thì khi mà vận chuyển ấy, cái linh kiện máy tính của anh em nó sẽ không bị xô, nó không bị lộc cộc. Còn như thế này thì thùng vẫn là thùng rỗng nha anh em. Và ở trong hộp xốp thì các linh kiện vẫn có thể đánh võng bình thường. Anh em chèn cho nó khít khít vào thì nó sẽ an toàn hơn. Đầu tiên là anh em có thể thấy một cái con tản nhiệt khí này. Con này thì không phải CR1000, 1200 hay là 1400 gì đấy anh em. À con này là 1400 này. Một con CR1400. Con 1400 thì nó sẽ nhỏ hơn con 1000 nha anh em. Và với con này thì mình nghĩ là anh em vẫn có thể lắp được vào những cái vỏ văn phòng nhỏ đấy. Cái lá nhôm tản nhiệt này mình không biết được là nó cong từ lúc nào, lúc vận chuyển hay là mặc định ở nhà khách là nó đã cong rồi, thì cái này nó không quan trọng lắm nha anh em. Cái tản này là bạn khách bạn ấy nâng cấp thừa ra thì bạn ấy để tặng mình. Còn anh em nào mà có nhu cầu, anh em nào view máy đấy thì mình sẽ tặng lại cho anh em. Nhưng mà mình thấy là hai con ốc bắt mặt kính này nó đã không còn nữa này anh em. Không biết được là nó có rơi ra trong quá trình vận chuyển không. Cái này thì không quan trọng. Bạn này bạn ấy chèn trước cũng khá là cẩn thận đây này. Nếu như mà anh em mà gửi hàng thì anh em cứ chèn kiểu này. Mà anh em có thời gian anh em cẩn thận anh em chèn kỹ hơn nữa thì nó lại càng tốt anh em ạ. Ông này còn gửi cả cái post này ra làm gì này. Tem bảo hành post lần 1 này. Khoái thủ à. Bạn khách hàng này là bạn ấy gửi máy ra cho mình để nhờ mình nâng cấp nha anh em. Thì nâng cấp bạn ấy sẽ nâng cái gì? Đầu tiên là bạn ấy sẽ thay lại cái dàn áo mới cho cái cây này này. Bạn ấy nâng một cái vỏ cây vỏ gì nhỉ? Vỏ LV12M đen anh em ạ. Cái vỏ đấy thì hiện tại là mình đang bán 1050 cành nha anh em. Một cái mã vỏ rất là đẹp và cũng tương đối là rẻ thôi. Chưa dừng lại ở đấy thì bạn ấy còn nâng cấp thêm cả một cái tản nước cho một cái em CPU làm dưới này này. Con này là gì? Con này là i5 anh em ạ. Mình thấy loáng thoáng i5. i5 11.400 nha anh em. 11.400. Và hơn thế nữa là bạn ấy còn nắp thêm cả 6 fan cho cái con vỏ LV12M cộng thêm một bộ dây lối dài anh em ạ. Thì đầu tiên mình có bảo với bạn khách là nếu như mà em biết lắp thì tốt nhất là anh gửi hàng về cho em lắp thì nó sẽ đỡ mất cái phí vận chuyển cũng như là cái thời gian mà em chờ. Hoặc không thì em có thể thuê người ta, ví dụ như là 100-200 nghìn, thợ người ta đến lắp hoàn chỉnh cho em. Nhưng mà bạn ấy bảo mình là ở chỗ bạn ấy là không ai nhận làm cái này anh em ạ. Mà bạn ấy cũng đã xem video của mình rất là nhiều rồi nên là tin tưởng gửi ra đây cho mình làm. Thì nếu như mà anh em nào gửi máy ra cho mình nâng cấp ấy thì thực ra là mình vẫn nhận. Và trong cái quá trình nâng cấp thì các cái chi phí ví dụ như là chạy lại win này, vệ sinh bảo dưỡng máy này, hoặc là kiểm tra lỗi máy, thì tất cả các chi phí đấy là mình sẽ miễn phí cho anh em nhé. Tất cả những gì mình có thể làm được là mình sẽ miễn phí cho anh em. Nên là cái phí gửi hàng thì anh em chịu giúp mình. Nếu như mà anh em ở xa thì những cái con máy nào mà anh em nâng cấp sâu sâu một tí đấy thì anh em hãng gửi ra nâng cấp. Còn nếu như mà nâng cấp 1-2 cái linh kiện nhẹ nhàng và dễ dàng ấy thì mình gửi vào cho anh em làm cũng được. Cái đấy thì nó đỡ mất tiền gửi của anh em.
đỡ mất cái thời gian anh em chờ đợi và đỡ ảnh hưởng hàng hóa anh em ạ. Đây, ở đây thì mình thấy có 4 cái thanh XBG D41 này, 4 thanh này thì nếu như mà nhu cầu là chơi game hoặc kể cả làm việc thì nó cũng khá là ngon rồi, không cần phải nâng cấp làm gì. Mà 4 cái thanh này nó cũng có led, mỗi tội là cái mã này nhìn nó hơi cùi, hơi xấu thôi. 8GB một thanh anh ạ, bớt 3200, tổng là 32GB. Bây giờ mình sẽ tháo thử con cạc hình ra xem nó làm mã gì nha anh em. Con này mình nghĩ chắc là 2060 hoặc 2060 Super hay sao anh em ạ. À, nếu như mà anh em gửi hàng đi bán hoặc là anh em gửi máy tính đi đâu mà trong cái cây máy tính của anh em có cạc màn hình ấy, thì đây mình có nhiều cái kinh nghiệm gửi hàng rồi nên là mình chia sẻ với anh em cái này này. Cái con cạc màn hình này, kể cả nếu như mà anh em có bắt kỹ ốc ở đây thì trong cái quá trình vận chuyển, nếu như mà cái đường xa mà đường gập ghềnh sỏi đá đấy thì con cạc màn hình này nó vẫn có thể bong cái chân này lên. Đấy, bong hẳn cái chân này lên luôn. Mình cũng đã gặp cái trường hợp đấy rồi. Ngày trước mình mới gửi hàng chưa có kinh nghiệm thì mình cũng đã gặp trường hợp là bong cả con cạc mình, bong cả chân này lên, xong rồi nó bị gập xuống. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em là anh em cứ chèn hết cái xốp ở trong cây. Anh em cứ chèn full cây này này, với lại cái mặt cạc hình này này, anh em chèn thêm cái xốp ở đây cho nó cố định cái con cạc hình này, để cho nó không bong được cái chân ra là ok nha anh em. Nói chung là an toàn nhất ấy, thì anh em cứ chèn cái chống sốc chống nổ trong cây, chèn cho nó full cây luôn, cho khít thành khít luôn, thì đảm bảo là kể cả anh em có để cạc màn hình ở trong máy thì nó cũng chả vấn đề đâu anh em ạ. Anh em không cần phải tháo cạc màn hình ra để ngoài làm gì cả, cứ để trong máy nhưng mà anh em chèn kỹ cho mình là được. Về cái phần cấu hình máy thì hiện tại là máy đang sử dụng một con i5-11400. Tiếp theo đó sẽ là một con main Tut Gaming, con này là mã B560M-EA nha anh em. Bản này thì không có wifi và bluetooth đâu anh em ạ. Ổ cứng thì hiện tại mình thấy là bạn ấy cũng đang sử dụng hai ổ này. Một cái con ổ dưới là NV2 Kington Gen 4, con này dung lượng 500GB, một cái ổ quốc dân rồi. Và ở cái khe trên này thì mình cũng thấy lớp nó có một cái ổ nữa nhé. Thì mình sẽ tháo thử ra xem là ổ gì nào. Nếu như mà anh em sử dụng cái con chip 10400, cái con i5-10400 ấy, thì nó lại hơi bị hạn chế về cái bớt RAM cũng như là cái chuẩn của ổ cứng, bởi vì nó chỉ là PCIe 3.0 thôi. Nhưng mà nếu như mà anh em sử dụng con 11400 như cái con chip của bạn khách này thì nó lại có thể nhận được bớt RAM 3200 nha anh em, và nó là chuẩn PCIe 4.0, và anh em có thể lắp thoải mái những con SSD Gen 4 chuẩn LVMe mà không lo nó bị giới hạn hiệu năng đâu anh em. Một con SSD XBG này, con này dung lượng 256GB nha anh em. Con này thì chắc chắn là một cái con SSD M2 LVMe rồi, chứ còn nếu mà là SATA thì cắm ở trên này nó sẽ không nhận đâu anh em. Mà bạn khách hàng này bạn ấy cắm như này thì mình thấy là nó cũng chưa chuẩn đâu anh em ạ. Bạn ấy lên chuyển cái con NV2 này lên cái cổng bên trên này này, bởi vì là cổng bên trên này nó nhận cả Gen 4 và Gen 3, thì đưa cái con Gen 4 này lên trên thì tốc độ nó sẽ tối ưu hơn. Đấy, và cái tốc độ của con NV2 này mình nhớ là nó rơi khoảng tầm 3500 trên 2100, nó cao hơn cái con này khá là nhiều. Cái con này thì anh em lên chạy win này, lên chạy win và lưu dữ liệu, còn con này thì thừa ra thì cũng để lưu dữ liệu nha anh em. Con này tốc của nó chỉ có 1800 trên 1200 thôi, tốc độ đọc ghi đấy nó chỉ bằng một nửa con này thôi. Nếu lắp như này là không hợp lý, bởi vì là cái cổng dưới này là 3.0, mà đã thế là cái cổng trên nó còn có một cái ốp để tản nhiệt này. Anh em đưa con NV2 lên để chạy win thì sử dụng chắc chắn là nó sẽ sướng đời hơn rồi anh em ạ. Cái máy của bạn này thì cơ bản thôi, các cái linh kiện thì cũng tương đối là phổ thông thôi, cũng không có gì nổi trội cho lắm đâu. Còn về phần nguồn đấy thì hiện tại là bạn ấy đang sử dụng một con FSB Group này. Để mình tháo con này ra xem là nó là mã gì nào. Con này là FSB HIL550, công suất thực là 500W nha anh em. Mình trên tay cái con này thì mình thấy tương đối là nhẹ anh em ạ. Con này thì mình chưa kinh doanh, nhưng mà trong cái hành trình thanh lý của mình thì mình cũng gặp một vài cái mã FSB này rồi, thì mình thấy là nó cũng bình thường anh em ạ. Và không biết được là cái con nguồn này nó kéo cấu hình này ra sao. À, còn cái con cạc màn hình vừa tháo ra mà quên không giới thiệu đến cho anh em. Cạc của bạn ấy là một con Giga, mình thấy có tem của bên Viết Sơn này anh em này. Viết Sơn anh em hay nhầm với lại Viễn Sơn. Viễn Sơn thì chuyên phân phối deep cool cho mình.
Thủy Linh với lại Viết Sơn là hai nhà phân phối lớn chuyên phân phối những cái sản phẩm cạc màn hình đến từ Giga nha anh em. Con này là 20606 G anh em ạ. Lại một con cạc màn hình nữa đến từ Giga. Giga thì mình thấy nó khá là ok, nhưng mỗi tội là trong video trước ấy mình có nói với anh em rồi là nhiệt độ của nó khá là nóng. Con này thì mình thấy rất là đẹp này anh em này, khả năng là bạn ấy mua mới không phải hàng châu cày đâu. Cái cổng kết nối HDMI này còn vàng chóe luôn anh em ạ. Con này thì mình thấy tem bên Viết Sơn là bảo hành 3/5/2023. Cạc này chắc là mới mua anh em ạ, mới mua được khoảng tầm 4 tháng. Đây là tất cả những cái linh kiện mà mình nâng cấp cho bạn khách này. Đầu tiên là một con vỏ luôn vui tươi 12 này. Con này là 12M nha anh em. Giá thì đang rất là hữu nghị Việt đẹp luôn. Con này có 1050 thôi anh em ạ. Tiếp theo là một con Zoflow 240XT này. Con này thì mình cũng đang sell nha anh em, 1250 cành. Còn bộ lối dài này là 360 cành nha anh em. Cái fan này thì trước mình cũng đã review cho anh em xem rồi. Và bạn khách hàng của mình thì bạn ấy cũng đã xem cái video lần trước của mình và thiết kế cái con vỏ tản nước cũng như là hệ thống fan này quá, nên là bạn ấy đã gửi hàng ra cho mình để mình nâng cấp này. Fan thì nét nước các kiểu luôn, rất là phù hợp với lại mấy em trai em gái mới lớn, mới dậy thì anh em ạ. Fan thì bạn ấy lắp 6 cái, 130 cành một cái. Rồi bây giờ mình sẽ lên cây và show hàng cho anh em xem nhé. Và ở phút thứ 89 thì bạn khách hàng bạn ấy có quay xe và đổi sang một cái mã tản nước chất hơn là LE720, một cái mã tản nước 3 fan. Thực ra cái con 11.400m này thì nó cũng mát thôi, nó không cần phải tản nước 3 fan xịn sò làm gì. Nhưng mà lắp cái con 3 fan này lên cái vỏ cây LV12M, nó sẽ cân đối, nó sẽ đẹp, nó sẽ hoàn hảo hơn. Nên là bạn khách hàng của mình bạn ấy đã cố lên cái con LE720. Cái con LE720 Deep Cool này thì mình báo luôn với anh em cái giá là 2150 nha anh em. Một cái mã tản nhiệt nước 3 fan khá là rẻ thôi, cạnh tranh trực tiếp với cái dòng ID Cooling anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ show cho anh em cái cấu hình của máy trước khi đi vào test game nhé. Chip i5 11400, max TDP là 65W, con này 6x12 luồng. Main thì B560 tút nha anh em, M-E. RAM D4 32GB, 4 thanh 8GB, bớt 3200. Cạc màn hình GTX 2060, 6GB D6, con này 192 bit. Và max TDP của nó là 215W nha anh em. Đến từ game đầu tiên là GTA 5 phiên bản offline thì anh em có thể thấy là cái chỉ số FPS nó không được cao đâu, bởi vì hiện tại mình đang để ở cái mức setting rất là cao nha anh em. Đây mình sẽ show anh em setting này, 2K này, FXAA và MSAA thì mình đã bật về để X8 này. Và cái mức setting đồ họa là Very High nha anh em, một cái mức setting gần như là cao nhất trong game rồi. Nên là chỉ số FPS chỉ được khoảng tầm 54 thôi. Và với cái chỉ số FPS này thì mình thấy là nó còn cao hơn cả cái con 3060 trong video lần trước mình test anh em ạ. Cái con ấy nó chỉ được khoảng tầm trên 40 thôi. Với cái mức setting như thế này thì chỉ được khoảng tầm trên 40 thôi. Nhưng mà con này được khoảng tầm gần 50 rồi anh em ạ. Và nhiệt độ thì mình thấy cái con 2060 này nó khá là nóng nha anh em. Nhiệt độ nó khoảng tầm 81 độ C. Và cái mức nhiệt độ phòng test máy của mình đang rơi khoảng tầm 33 độ C này anh em. Nhưng mà mình cảm thấy là cái môi trường hôm nay mát hơn hôm trước rất là nhiều anh em ạ. Mà nhiệt độ cạc màn hình vẫn rơi khoảng tầm 81-82 độ C. Xung của con này thì sẽ thấp hơn con 3060 nha anh em. Con 3060 khi mà chơi game xung lên khoảng tầm 1.900, hơn 1.900. Còn con này chỉ được khoảng tầm 1.800 thôi, nhưng mà ăn nhiều điện hơn, ăn 150W. Còn mình chơi trên con 3060 ấy thì với cái mức setting hiện tại nó ăn khoảng tầm 130W thôi. Nếu có được vua một cái tựa game rất là lặng trong thời điểm hiện tại thì mình thấy là cả mình đang full nót 100% rồi. Và nhiệt độ rơi khoảng tầm 83 độ C nha anh em. Đây mình sẽ show anh em setting nhá. Đồ họa là Ultra này, trên độ phân giải Full HD 1080 anh em ạ. Đấy, cái mức setting này là giống cái mức setting trên con 3060 hôm trước ấy. Thì mình thấy là cái con 2060 này nó cũng ăn điện tương tự con 3060 anh em ạ. Nó ăn max khoảng tầm 170W điện.
Và cái con này thì về cái chỉ số FPS thì mình thấy là nó trong cái game God of War này mình thấy nó sẽ thấp hơn cái con 3060 nha anh em. 3060 thì mình chơi được khoảng tầm trên 80 FPS và trên cái con 12400F. Còn trên cái cấu hình này mình chơi chỉ được khoảng tầm 60 FPS thôi nha anh em. Và cái con card màn hình này là bạn khách hàng của mình, bạn ấy mua mới tinh và cũng mới dùng được khoảng tầm có 4-5 tháng thôi. Đấy, thì anh em có thể thấy là những cái dòng card màn hình đến từ Giga nó rất là nóng nha anh em. Đấy là mình đang nói những cái phiên bản cơ bản thôi, còn những cái bản cao cấp ấy thì nó sẽ mát hơn rất là nhiều nha anh em. Hiện tại thì cả cái KBC này chưa tính màn hình, nó đang ăn của mình 320W điện. Đây anh em có thể nhìn thấy cái đồng hồ đo điện này, đo công suất của mình này. Và mình phát hiện ra là cái xung nhịp của cái con 11400 này khi mà chơi game nó sẽ cao hơn con 12400F nha anh em. Con 12400F thì mình thấy nó được khoảng tầm 4200 thôi, sấp xỉ 4200 thôi. Nhưng mà con này được khoảng tầm gần 44 này này anh em. Được 4386 này anh em nhìn này. Đấy, xung nhịp khá là cao, cao hơn con 12400F luôn. Cho anh em chiêm ngưỡng lại con máy này một lần nữa này. Một cái con máy mà mình thấy cái ngoại hình của nó cũng khá là ok anh em ạ. Ngoại hình của cái cây này thì mình thấy là chỉ có mỗi con cạc màn hình là nhìn nó hơi phèn thôi, nhìn nó hơi cùi bắp thôi. Nếu như mà có nhu cầu thì sau này bạn khách bạn ấy lên nâng cấp lên mỗi con cạc màn hình 3 fan LED nước các kiểu thì nó sẽ phù hợp với lại cái ngoại hình của con máy này hơn. Đấy là việc của sau này. Còn đâu hiện tại thì như này mình thấy cũng khá là ok rồi. Anh em nào mà có nhu cầu build máy hoặc là nâng cấp máy thì đừng quên tên mình nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích thì anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu không hay thì anh em cũng vẫn cứ đăng ký kênh để cho mình có thêm động lực để ra những cái video chất lượng hơn gửi đến anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.